Truyền thông phòng khám cha tử thương cho Thông và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ năm, ngày 27 tháng 6 năm 2024, thầy Võ đang có mặt tại phòng khám cha tử thương cho Thông và các thầy để hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha tử thương cho Thông và các thầy để hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã vui mừng thông báo về sự hỗ trợ quý báu từ gia đình nhà hảo tâm chị Hà ở Cà Tum A, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Gia đình nhà hảo tâm chị Hà đã tài trợ băng gạc, khẩu trang, bao tay và các vật dụng y tế thiết yếu cho phòng khám. Sự hỗ trợ này đến vào thời điểm rất quan trọng, góp phần giúp phòng khám duy trì hoạt động và tiếp tục cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân ung thư. Phòng khám cha tử thương cho Không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Vô cùng trân trọng tấm lòng hảo tâm của gia đình nhà hảo tâm chị Hà và mong muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến gia đình. Ngoài ra, phòng khám cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với nhà hảo tâm ngoài nước khác đã hỗ trợ bánh mì chay cho người nhà vào buổi sáng thứ sáu, thứ ba hàng tuần. Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các thầy thuốc, nhân viên và người nuôi có thể được cung cấp bữa ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng, giúp họ có thêm sức khỏe và tinh thần để chiến đấu với bệnh tật. Phòng khám cha tử thương cho Phong và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, nỗ lực hết mình để mang đến những dịch vụ y tế chất lượng cao nhất cho bệnh nhân ung thư. Sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước là động lực to lớn để phòng khám tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình. Phòng khám cha tử thương cho Phong và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xin hứa sẽ luôn nỗ lực hết mình để mang đến những dịch vụ y tế chất lượng cao nhất cho bệnh nhân ung thư. Xin trân trọng. Sáng nay thầy muốn sinh hoạt một chút với các cô bác. Như thế này, sắp tới đó là các thầy có tổ chức ngày mừng kỷ niệm sinh nhật của cha. Thì thông thường những năm trước á, thì các thầy với cha có tổ chức cái lễ là kỷ niệm ngày bổn mạng Thánh Phêrô. Thì ngày bổn mạng Thánh Phêrô bên đạo Công giáo á, là bổn mạng của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, rơi vào ngày 29 tháng 6. Nhưng mà năm nay tới 29 tháng 6 là thứ bảy tuần này, các thầy không có tổ chức cái lễ đó mà dời qua là ngày sinh nhật ngày 2 tháng 7. Lý do là như thế này, trong đạo Công giáo á, thì phải tổ chức cái ngày 29 tháng 6 là hợp lý hơn, nó phù hợp hơn. Tại vì cha là linh mục mà là đạo Công giáo thì là tổ chức cái ngày bổn mạng. Nhưng mà tại vì cha có rất nhiều những bệnh nhân cũng như là những người hâm mộ và những người trên cộng đồng á, là không có đạo hoặc là phân tôn giáo là Phật giáo hoặc Cao Đài Hòa Hảo thì cũng yêu thích cha, mến mộ cha, thì muốn về đây vào ngày sinh nhật cũng như là về kỷ niệm cha ngày đó, chứ bên các đạo khác thì không biết cái ngày bổn mạng. Thì các thầy năm nay thì tổ chức kỷ niệm vào ngày sinh nhật là ngày 2 tháng 7. Nhưng mà trong đạo Công giáo thì tới ngày đó đó là ngày bổn mạng của cha đó là sinh lễ. Thì phòng khám có sinh lễ ba cái ý lễ trong tuần này là ngày vào ngày thứ bảy, chiều thứ bảy. Cái ý lễ thứ nhất là xin cầu nguyện cho cha Phêrô Nguyễn Văn Tường. Cái lễ thứ hai là tạ ơn Đức Mẹ phù hộ và gìn giữ phòng khám cũng như là các hoạt động của phòng khám được diễn ra tốt đẹp. Mình cũng tạ ơn Đức Mẹ cũng như là tạ ơn Đức Mẹ đã giúp cho những bệnh nhân thư ở đây có được nơi chốn, có được sự bình yên. Và cái lễ thứ ba là cầu xin cho các bệnh nhân ung thư được bình yên. Đó, đó là cái ý lễ mà các thầy đã dâng cho cha sở nhà thờ Dòng Lớn vào chiều ngày thứ bảy của tuần này là ngày 29 tháng 6. Thì cô bác nào có đạo Công giáo thì có thể đến nhà thờ Dòng Lớn để góp lời cầu nguyện cho cha Phêrô Nguyễn Văn Tường là ngày bổn mạng của cha là chiều thứ bảy, cũng như là đọc kinh cầu nguyện cho nhau, cho các bệnh nhân ung thư ở đây để mình dâng lên cho Chúa. Ở đây các thầy chữa bệnh bằng y học cổ truyền, bằng phương pháp của cha, nhưng mà mình cũng phải đọc kinh cầu nguyện thêm để mình có niềm tin,
để mình có sức khỏe tốt, mình dâng lên cho Chúa, tất cả mọi sự đều phải hướng lên thiêng liêng. Thì những cô bác mà không có đạo á, thì mình cũng có thể mình ở nhà mình góp lời cầu nguyện, hay là mình có thể đến với nhà thờ dòng lớn và mình ngồi yên ở trong đó để mình tham dự thánh lễ chung với các bệnh nhân ung thư có đạo ở nhà thờ. Thì ngày xưa cha cũng có từng nói điều đó, có nghĩa là những người mà đến với cha có thể là có đạo Công giáo hoặc không, thì trong trường hợp mà không có đạo mà tới nhà thờ đó, thì mình ngồi tới đó mình ngồi yên, mình lắng nghe cha sở nhà thờ giảng và cũng như là làm lễ. Đó là cái đó là thầy chia sẻ với tất cả quý bệnh nhân, là tại sao mà các thầy không tổ chức cái ngày 29 tháng 6 là ngày bổn mạng, mà là tổ chức sinh nhật để cho tất cả quý bệnh nhân cũng như là những người mà mến mộ cha Tường có dịp về đây chung vui để nhớ lại cái hình ảnh của cha, nhớ lại những kỷ niệm của cha, thì chọn ngày 2 tháng 7 để cho mọi người có sự hòa đồng và chung là ngày đó. Cái vấn đề thứ hai mà thầy muốn chia sẻ trong buổi sáng hôm nay là về cái chương trình ngâm chân. Chương trình ngâm chân thì cái ngày 2 tháng 7 là ngày kỷ niệm sinh nhật cha, thì cái phòng ngâm chân sẽ chính thức được hoạt động, khai trương và phục vụ cho tất cả quý bệnh nhân ở đây. Thì đó là chương trình mà các thầy đã lên kế hoạch và đang tiến hành xây dựng. Thì kịp tiến độ, có nghĩa là thầy theo sát là tới ngày đó là sẽ hoàn thành, cũng như là đi vào hoạt động. Thì gần ngày đó là các thầy sẽ tổ chức cái buổi là ngày thứ bảy là bắt đầu hướng dẫn cho những bệnh nhân mới hàng tuần đó. Thầy sẽ hướng dẫn cái phương pháp ngâm chân, cũng như là những bệnh nhân nào sẽ được ngâm trong cái phương pháp này. Thì thầy sẽ lên danh sách và tổ chức hướng dẫn chung. Thì quý bệnh nhân cố gắng mình đi đông đủ để mình nghe cái buổi đó, để khi mà mình có tên trong danh sách được ngâm thì mình sẽ biết mình phải làm cái gì trong những tuần kế tiếp để mình xuống đó mình ngâm. Đó là việc thứ hai. Còn việc thứ ba thầy muốn nói đó là cái ngày lễ đó, ngày 2 tháng 7 đó, thì chương trình nó như vậy. Sáng 7 giờ sáng là tổ chức lễ mừng cho các bệnh nhân ra phòng khám là đã hoàn thành phác đồ điều trị. Rồi tới 7 giờ 40 là tổ chức cái khai trương cái phòng ngâm chân. Tới 8 giờ hơn là chương trình bốc thăm rút thưởng. Thì lần này là anh Xuân Dũng là trưởng ban truyền thông của phòng khám, nhân ngày kỷ niệm của cha Phê-rô Nguyễn Văn Tường ngày sinh, thì anh có tài trợ cho 2 cái máy nước kiềm. Thì những tháng trước là cứ định kỳ là anh sẽ tổ chức 1 cái rút thăm 1 cái, nhưng mà lần này tổ chức được rút thăm tới 2 cái máy nước kiềm. Cái đó cũng là món quà cũng như là cái niềm động viên tinh thần của các quý bệnh nhân, ông bà, cô bác ở đây, để mình có thêm động lực để mình chữa bệnh. Thì cái ngày hôm đó, người nuôi cố gắng đi sớm hơn, từ 6 giờ cho tới 7 giờ rằng mình viết cái phiếu rút thăm trúng thưởng. Rồi tới 7 giờ là mình dự lễ, là mình lúc đó mình không có còn viết được nữa, tại vì vô lễ rồi thì ngồi yên trật tự để các thầy làm việc. Thì mình cố gắng là người nuôi đi sớm một chút để mình điền thông tin nha. Sau đó là sau chương trình rút thăm trúng thưởng là khoảng 9 giờ là các thầy sẽ tổ chức một bữa cơm thân mật cùng với người nuôi bệnh nhân. Là các thầy có mời cô Chính An Giang với 2 nhóm nấu ăn nữa, cũng nấu những món đơn giản thôi, ví dụ như cơm chiên hoặc là một cái món bún chay thôi. Thì xin mời quý người nuôi ở lại tham dự thì ăn với các thầy một bữa cơm thân mật cũng như kỷ niệm ngày sinh của cha. Còn riêng với đối với các cô bác bệnh nhân á, tại vì cái chế độ ăn của mình là mỗi người ăn riêng, ăn cháo nano cũng như là các cái loại thực dưỡng mà các thầy áp dụng cho từng bệnh nhân khác nhau, cho nên là các thầy không thể mời quý bệnh nhân ăn chung với các thầy được, mà có thể mình ở đó mình ngồi mình tham dự. Quý người nuôi cố gắng chuẩn bị cái đồ ăn riêng cho bệnh nhân của mình trong bữa hôm đó để mình ngồi lại mình chung vui. Đó là cái mà các thầy, chương trình của các thầy là như vậy. Rồi sau 9 giờ đó, khoảng 9 rưỡi 10 giờ đó là mình sẽ về nhà.
Thì cái hôm đó thì sẽ không khám, mà mình tổ chức cái bữa hôm đó là lễ, thì quý bệnh nhân cố gắng đi đầy đủ. Là ngày hôm 2 tháng 7 là rơi vào ngày thứ 3, thì ngày thứ 2 các thầy sẽ khám trước đồng loạt cho các bệnh nhân, phát thuốc luôn cho cái ngày thứ 3 luôn. Còn vấn đề cuối cùng thầy muốn nhắc nhở cho các cô bác, quý bệnh nhân là mình cố gắng mình giữ phát đồ cho nghiêm chỉnh, các thầy hướng dẫn sao mình làm đúng như vậy. Đặc biệt là trong quá trình ạ, ăn uống á, mình không ăn các loại đạm động vật, mình tập trung mình ăn theo cái phương pháp cháo nano của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, cũng như là những cái thành phần thực phẩm bổ sung, ví dụ như các thầy thấy bệnh nhân đó cần phải bổ sung những cái loại nào, mình đang thiếu máu mình bổ sung những loại nào, mình đang cái đường huyết mình cao mình phải ngưng cái loại nào. Đó là cái chế độ ăn của mình, phải bám sát vào trong đó. Và lúc này là cái lúc thời điểm này là thời điểm mùa mưa, mưa bất chợt, có khi những cơn mưa lớn mưa nhỏ thì đường xá trơn trượt, cho nên là quý người nuôi cố gắng chú ý nha, mình theo sát bệnh nhân. Ví dụ như mình đi đứng ấy, thì đôi khi bệnh nhân á, có khi chóng mặt nhức đầu, đi có khi trơn trượt té, nó rất là nguy hiểm. Cho nên bệnh nhân mình á, là người nuôi mình cố gắng mình quan tâm đối với bệnh nhân của mình. Thêm cái nữa là mình đi ra đường á, mình cố gắng đội mũ bảo hiểm nha. Thầy thấy có một số trường hợp á, là đi ra đường là không có đội mũ bảo hiểm, cho nên quý bệnh nhân mình phải chấp hành an toàn giao thông. Còn về vấn đề rác thải thì tại địa phương đây thì số lượng bệnh nhân đông tăng lên, thì tất cả những cái vệ sinh môi trường mình phải cố gắng mình giữ. Những cái rác sinh hoạt của mình để tại nhà trọ, mình để có nơi có chỗ, thì chỗ đó thì mình sẽ có chủ nhà trọ sẽ có trách nhiệm gom rác của mình đi ra nơi tập kết, để mà có người tới ta lấy rác đó đi, mình đừng có quăng bừa bãi. Đặc biệt là những cái khu vực kinh đó, bờ kinh là mình không được phép mình xả rác ở dưới đó, cũng như là xả rác trên đường lộ. Thầy nhắc nhở điều đó. Rồi không tụ tập đánh bạc, cũng như là không có xảy ra những cái xung đột xích mích, có bất cứ cái gì đó thì mình trao đổi, mình nói chuyện với nhau, không có để xảy ra những vấn đề mất trật tự an ninh tại địa phương nha. Rồi thầy nhắc nhở như vậy thôi, quý bệnh nhân tiếp tục vào phòng các thầy để được hỗ trợ điều trị. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, tin vui đến với phòng khám cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Khi phát đồ hỗ trợ điều trị ung thư giai đoạn cuối cho bệnh nhân Ngô Viết Tuyên, 47 tuổi, quê Nam Định, đã đạt hiệu quả cao. Bệnh nhân Ngô Viết Tuyên được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối, di căn thực quản và xuất hiện hạch cổ lên não. Sau thời gian hỗ trợ điều trị tại phòng khám, sức khỏe của bệnh nhân Tuyên đã có những chuyển biến tích cực và dự kiến sẽ xuất viện về với gia đình vào ngày 2 tháng 7 tới. Đây cũng là niềm vui nhân kỷ niệm 48 năm ngày sinh nhật nhà nghiên cứu cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, 2 tháng 7 năm 1977, 2 tháng 7 năm 2024. Người đã sáng lập phòng khám cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí và cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp y học. Đồng thời, các thầy thuốc và nhân viên của phòng khám khao khát được tạ ơn cha Phêrô Nguyễn Văn Tường vì đã huấn nhục đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên luôn đồng hành cùng bệnh nhân trong thời gian qua và tiếp tục chấn chỉnh nền nếp và thái độ phục vụ, nâng cao tinh thần y đức trong chăm sóc bệnh nhân ung thư trong thời gian tới. Phát đồ hỗ trợ điều trị hiệu quả. Phát đồ hỗ trợ điều trị ung thư cho bệnh nhân Ngô Viết Tiên được áp dụng kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại, bao gồm sử dụng thảo dược. Các bài thuốc y học cổ truyền được bào chế từ thảo dược thiên nhiên, có tác dụng hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng, tiêu đờm, tán kết, giảm đau, an thần. Áp dụng các phương pháp vật lý trị liệu, các phương pháp như châm cứu, bấm huyệt, xoa bóp, điện trị liệu, giúp giảm đau, cải thiện lưu thông khí huyết, tăng cường chức năng các cơ quan. Tư vấn dinh dưỡng, chế độ dinh dưỡng hợp lý, đầy đủ dưỡng chất, đóng vai trò quan trọng trong quá trình hỗ trợ điều trị ung thư. Bệnh nhân được tư vấn xây dựng thực đơn khoa học phù hợp với tình hình sức khỏe, kết quả khả quan. Nhờ sự kết hợp hiệu quả giữa y học hiện đại và y học cổ truyền, những phát đồ hỗ trợ điều trị tại phòng khám cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã giúp cho bệnh nhân Ngô Viết Tuyên
cải thiện sức khỏe đáng kể, các triệu chứng ung thư thuyên giảm rõ rệt, sức khỏe tổng thể được nâng cao. Bệnh nhân Ngô Viết Tuyên hiện đã có thể ăn uống sinh hoạt bình thường và tràn đầy niềm hy vọng vào tương lai. Kỷ niệm sinh nhật nhà nghiên cứu Chabero Nguyễn Văn Tường, ngày 2 tháng 7 tới đây không chỉ là ngày bệnh nhân Ngô Viết Tuyên được trở về gia đình, mà còn là ngày kỷ niệm 48 năm ngày sinh nhật nhà nghiên cứu Chabero Nguyễn Văn Tường. Cha Tường đã dành cả cuộc đời nghiên cứu y học cổ truyền và sáng lập phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, với mong muốn giúp đỡ những bệnh nhân ung thư nhờ sự tận tâm và y đức cao cả của Cha Tường. Hàng trăm bệnh nhân ung thư đã được cứu sống và có cơ hội quay trở về với cuộc sống. Lời cảm ơn phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã thể hiện tinh thần bác ái, đóng góp tiền để xây dựng các công trình hạng mục, đóng góp từ những chi tiêu nhỏ nhất để mua gạo, nước, thảo dược và những trang thiết bị y tế hỗ trợ nhiệt tình cho phòng khám, tạo điều kiện thuận lợi cho những bệnh nhân ung thư được thụ hưởng. Các thầy thuốc và nhân viên đã nhiệt tình tận tâm hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân Ngô Viết Tiên. Cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác của gia đình bệnh nhân. Chúc bệnh nhân Ngô Viết Tiên luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn cha và các thầy. Con bị cái ca bệnh trực tràng, nó dô qua đây vào để chữa căn bệnh ung thư trực tràng. Thì có cha và các thầy và các nhân viên đã giúp đỡ chúng con. Đến tới nay đã hoàn thành gần 3 tháng. Tới đây là các thầy cũng tổ chức để cho các bệnh nhân đã hoàn thành được phác đồ của các thầy và của cha, để làm một buổi lễ tổ chức ra quân cho các bệnh nhân, và đồng thời là cũng là vào cái dịp ngày sinh nhật của cha. Còn trước khi ở ngoài quê thì cái bệnh có lẽ là không phát hiện ra được cái bệnh này, lên đến bệnh viện thì khám này các bác sĩ mới cho biết đã bị di, có nghĩa là nó trực tràng, nó di căn lên cổ. Thì bắt đầu cái phát hiện ra là mình đã di căn, đến nó cũng cái chỗ này đã cũng đã biết cái trong này là đã biết cái cha nó cũng đã từ lâu rồi, nhưng mà này cũng chưa vào. Nên lúc vì mãi vì sau rồi đi khám này mới phát hiện ra bệnh này, bắt đầu với vô đây là để chữa bệnh. Trong cái thời gian mà đã ở trong này để chữa bệnh đến giờ đã hoàn thành gần 3 tháng. Tháng đầu của các thầy phục vụ thì nói chung là các thầy đã cho cái pháp đồ để ăn uống, thì lúc đầu thì cảm thấy là nó hơi khó, nhưng mà đến chỉ được mấy bữa sau thì là nó quen dần, như là cứ phải cố khắc phục về những cái pháp đồ của thầy đưa ra. Nói chung là cái tháng đầu thì mình đã lên để ăn cháo, có người là pháp đồ thì mình phải ăn theo cái pháp đồ của các thầy, và có gì ở đây để mình phải tuân thủ và phải ăn đúng cái lịch trình. Trong ăn thì phải ăn, phải kiêng các đồ động vật và không được ăn bất cứ một cái loại gì khác mà các thầy đã đưa ra. Trước khi mà đến ngày bữa hôm ấy là ngày hai tây thì các thầy đã cho làm lễ ra quân, thì cũng cảm ơn cha và các thầy đã giúp đỡ chúng con các bệnh nhân đã ăn pháp đồ này theo của các thầy thì đã hoàn thành. Cũng có thể cảm ơn cha và các thầy, các dì ở đây, để cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và để giúp đỡ chúng con được qua khỏi căn bệnh.
ở khắp muôn nơi, mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời.
Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.